bạn đã quay trở lại nơi cập nhật những thông tin bóng đá quốc tế mới nhất, nhanh nhất và nóng nhất dành cho người hâm mộ. Trước khi đến với nội dung chính trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Kết quả ngoại hạng Anh, Manchester United thua bạc nhược trước West Ham. Biến động mới của Ole Gunnar Solskjaer. Rộ tin MU tính mượn lại Weghorst, chân gỗ bất ngờ chê huấn luyện viên Ten Hag. Thống kê khó tin của Ronaldo. Kết quả ngoại hạng Anh, Manchester United thua bạc nhược trước West Ham. Manchester United tiếp tục gây thất vọng khi thua 0-2 trên sân của West Ham ở vòng 18 ngoại hạng Anh. Việc Rafael Varane bị ốm buộc huấn luyện viên Erik Ten Hag phải đưa trung vệ 19 tuổi có cái tên lạ hoắc Willy Kambala vào đội hình chính đá cặp với lão tướng Johnny Evans. Với đội hình sứt mẻ và phong độ không tốt sẵn có, Manchester United chẳng thể kiếm được điểm nào trong chuyến làm khách trên sân của West Ham ở vòng 18 ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Erik Ten Hag không thể áp dụng lối chơi tử thủ như cách cầm hòa Liverpool tuần trước. West Ham chỉ dồn ép trong những phút đầu trận rồi chủ động chơi phòng ngự phản công. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Manchester United cao gấp đôi đội chủ nhà, nhưng họ tấn công bế tắc. Giai đoạn cuối hiệp 1 là khoảng thời gian Quỷ Đỏ chơi tốt nhất. Họ gây ra sức ép liên tục và tạo ra cơ hội, nhưng Alexandro Garnacho lại bỏ lỡ đáng tiếc trong pha đối mặt. Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, đội khách không thể tái lập thế tấn công áp đảo này. Khi hàng công bế tắc, tuyến phòng ngự của Manchester United cũng lộ ra những sơ hở để đối thủ khai thác. Phút 72, các hậu vệ đội khách đứng nhìn Jarrod Bowen phối hợp với Lucas Paquetá chạy từ cánh phải vào vòng cấm trước khi đánh bại Andre Onana trong pha đối mặt để ghi bàn mở tỷ số cho West Ham. Không lâu sau đó, Manchester United thủng lưới lần thứ hai từ sai lầm cá nhân. Kobbie Amenu đỡ bóng trượt dù chẳng bị cầu thủ nào của đối phương gây sức ép. West Ham cướp bóng và Mohamed Kudus tận dụng cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Manchester United không thể ghi bàn, thậm chí không có cơ hội rõ rệt nào trong khoảng 15 phút cuối trận. Với thất bại 0-2 này, Quỷ Đỏ trải qua 4 trận liên tiếp không ghi bàn tính trên mọi đấu trường, điều không xảy ra trong vòng 30 năm qua. Đây cũng là trận thua thứ 13 của họ trong mùa giải. Tính từ năm 1931 đến nay, Quỷ Đỏ chưa bao giờ thua nhiều đến thế trước lễ Giáng sinh. Biến động mới của Ole Gunnar Solskjaer. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer được cho là chuẩn bị trở lại cầm quân. Ông có thể dẫn dắt câu lạc bộ Beşiktaş của Thổ Nhĩ Kỳ. Thất bại trước Watford tại sân Vicarage Road đặt dấu chấm hết cho Solskjaer trên cương vị huấn luyện viên trưởng Quỷ Đỏ vào tháng 11 năm 2021. Tại sân Old Trafford, huấn luyện viên người Na Uy có 149 trận đấu với tư cách là huấn luyện viên chính thức. Ông cũng phụ trách 19 trận đấu với tư cách là huấn luyện viên tạm quyền sau khi Jose Mourinho bị sa thải. Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt MU, Solskjaer lại cán đích ở vị trí thứ hai ở giải đấu hàng đầu nước Anh. Ông bị sa thải trong mùa giải tiếp theo sau trận thua nhục nhã 1-4 trước Watford. Từ đó đến nay, Solskjaer là đối tượng của nhiều lời mời làm việc. Sau khi chia tay MU, chiến lược gia người Na Uy có một cuộc sống khá khép kín. Trong thời gian vừa qua, ông được liên kết với nhiều công việc khác nhau, nhưng ông đã từ chối tất cả để chờ đợi cơ hội thích hợp. Theo nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ Yagis, Ole được đề nghị một hợp đồng có thời hạn 1.5 năm để trở thành huấn luyện viên trưởng mới của câu lạc bộ Beşiktaş. Trang NTV Sport đưa tin Ole có vẻ chấp nhận bản hợp đồng này. Ông được cho là đã đàm phán với các khổng lồ Super League được một thời gian khi họ sa thải Riza Kalimbay. Riza Kalimbay chỉ là huấn luyện viên của Beşiktaş trong một tháng và có 7 trận. Ole Gunnar Solskjaer là huyền thoại của MU. Mặc dù không có thành tích huấn luyện quá tốt trên cương vị và là huấn luyện viên trưởng của Quỷ Đỏ, nhưng nhà cầm quân người Na Uy vẫn được đánh giá cao về khả năng cầm quân. Rộ tin MU tính mượn lại Weghorst, chân gỗ bất ngờ chê huấn luyện viên Ten Hag. Ngay sau khi xuất hiện thông tin Ten Hag muốn mượn lại Weghorst, tiền đạo người Hà Lan đã lên tiếng phàn nàn về cách sử dụng người của ông thầy người đồng hương. Khi chuyển nhượng mùa đông đã tới gần và các đội bóng bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Theo Sky Sport, MU đang muốn chiêu mộ một trung vệ, hậu vệ cánh phải và quan trọng nhất là tiền đạo. Hàng công đang khiến Quỷ Đỏ khốn khổ trong nửa mùa giải. Mới đây, tờ The Athletic đã đưa thông tin khiến nhiều fan MU ngã ngửa khi tiết lộ Ten Hag đang có ý định mượn lại Wout Weghorst từ câu lạc bộ Burnley. Cầu thủ người Hà Lan được coi là bản hợp đồng thảm họa mùa trước khi chỉ có được 2 bàn trong nửa mùa giải thi đấu cho Quỷ Đỏ. Thậm chí Weghorst còn không có bàn thắng nào tại ngoại hạng Anh dù thi đấu tới 17 trận. Điểm đáng quý của tiền đạo người Hà Lan là rất chịu khó. Cầu thủ này sẵn sàng gây áp lực lên phần sân của đối phương rồi chạy về phụ giúp tuyến tiền vệ. Chính sự năng nổ của Weghorst giúp Bradford có cơ hội tỏa sáng nhiều hơn. Đó cũng là lý do Ten Hag định mượn lại cầu thủ đồng hương. Hiện tại, Weghorst đang thi đấu cho Hoffenheim tại Bundesliga và có được 4 bàn thắng sau 12 lần ra sân. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tiền đạo người Hà Lan đã nói về ước mơ thi đấu cho MU từ bé. Tuy nhiên, cầu thủ này cảm thấy hơi nuối tiếc khi Ten Hag ép anh chơi ở những vị trí khó ghi bàn. Cầu thủ này thậm chí còn từng bị xếp đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Thời điểm MU đưa ra lời đề nghị, tôi đang chơi cho Beşiktaş. Tôi có mối quan hệ rất tốt với chủ tịch đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã thẳng thắn nói ước mơ của bản thân từ nhỏ là được thi đấu cho MU, nên ông ấy đồng ý để tôi ra đi. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ghi bàn vào lưới của Betis. Tôi nhớ tiếng hô vang của các cổ động viên. Tôi được trao trọng trách làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Mọi thứ đều khá ổn.
Chúng tôi đã bất bại trong nhiều tháng và tôi hiểu được tầm quan trọng của mình. Đáng tiếc là cách chơi đó khiến tôi bị mài mòn về khả năng ghi bàn. Ngoài ra, Ngoại hạng Anh là giải đấu cực kỳ khắc nghiệt với những hậu vệ giỏi nhất. Tôi phải chơi trái sở trường và lối chơi của đội bóng cũng khác với những đội bóng tôi từng chơi. Tại Đức hay Thổ Nhĩ Kỳ, tôi luôn là điểm đến cuối cùng của mọi đường bóng. Mọi người luôn cố gắng giúp tôi ghi bàn. Còn ở MU, tôi buộc phải làm kép phụ. Tôi nghĩ bản thân mình đã làm tốt, nhưng thực sự tôi muốn ghi bàn nhiều hơn. Thống kê khó tin của Ronaldo. Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội kết thúc năm 2023 với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong 12 tháng dương lịch vừa qua. Đêm 22 tháng 12, Ronaldo ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 3-1 của câu lạc bộ Al Nassr trước câu lạc bộ Al Ittihad ở vòng 18 Saudi Pro League. Anh đang có 51 bàn thắng và có tới 2 trận đấu nữa để nâng cao thành tích. Ronaldo có thể kết thúc năm 2023 với tư cách cầu thủ ghi bàn số 1 thế giới do Harry Kane và Kylian Mbappe cùng 52 bàn không còn cơ hội nâng cao thành tích. Trong khi đó, Erling Haaland 50 bàn đang chấn thương. Pep Guardiola xác nhận không rõ khi nào tuyển thủ Na Uy có thể trở lại. Câu lạc bộ Al Nassr sẽ chạm trán với câu lạc bộ Al Ittihad ngày 27 tháng 12 và câu lạc bộ Al Taghun ngày 31 tháng 12 trước khi khép lại năm 2023. Lần đầu tiên kể từ năm 2017, Ronaldo ghi được 50 bàn trong năm du lịch. Trước đó, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha từng 7 năm liền đạt cột mốc này giai đoạn 2011 đến năm 2017. Với một pha lập công, một kiến tạo trong trận thắng Al Ittihad, cựu sao của MU đóng góp vào dấu giày với 501 bàn thắng kể từ khi bước sang tuổi 30. Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi 407 bàn, kiến tạo 97 lần. Thành tích này ngay cả Lionel Messi cũng không thể chạm tới. Ronaldo phát biểu sau trận đấu gặp Al Ittihad như sau: chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Hiện tại Ronaldo dẫn đầu danh sách ghi bàn lẫn kiến tạo tại Saudi Pro League với 17 bàn, 9 kiến tạo. Mùa trước, CR7 chỉ đá 16 trận nhưng kịp nổ súng 14 lần ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Xa hơn nữa, Ronaldo đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Lúc này, chủ nhân của năm quả bóng vàng đang có riêng cho mình 870 bàn thắng cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, bỏ cách Messi gần 50 bàn, 821 bàn.